Ôi, trời ơi ba. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Thư Family và Cuộc Sống tại Thụy Điển. Hay anh Mít, anh Mít hôm nay sẽ nấu ăn nè anh Mít, chào mọi người. Hey. Xin chào. Anh Mít ngày hôm qua clip trước anh nói là anh thèm mà. Thèm thịt. Ôi trời ơi, em ơi, thèm thịt. Thèm nước mắm, thèm thịt, thèm nước mắm, trời ơi. Xong rồi bây giờ thì ảnh sẽ tự làm, ảnh kêu mình làm nhưng mà mình nói để mình dọn dẹp nhà với mấy đứa nhỏ. Bây giờ ảnh sẽ ra tay ảnh làm luôn. Anh Mít ảnh đang làm cái này là làm nước màu á mọi người. Ảnh cho đường vào trong dầu nè, ảnh quậy lên để cho nó ra nước màu. Nhà mình á thì không có thích mua nước màu làm sẵn, làm tới đâu là cháy tới đó. Thì ở bên này mình có cái thịt này á, là thịt heo đã luộc sơ ra qua rồi. Ở bên Thụy Điển á, cái heo á mình có luộc sơ. Wow. Phải luộc sơ nếu không á là nó sẽ bị hôi lắm. Sau khi mà đã trộn sơ cái thịt lên á thì bây giờ anh sẽ cho cái này á là cái tỏi với lại cái củ hành đỏ. Thì là 2 củ hành đỏ và 4 trái tỏi. Là giã nhuyễn ra trong cái cối á mọi người thì lúc đó nó sẽ thơm ngon hơn. Cái này là anh ướp trước nha. Ướp cái thịt trước. Quay đây phân nót. Sớm. Rồi bây giờ anh sẽ cho muối vào. Tiếp theo đó là bột ngọt. Quay đây phân ớt. Đã này thật đó. Ôi, trời quá. Thúi quá. Rồi, cái nước mắm thúi quá. Thúi, man này đi gu. Ngon. Ngon, rồi, thúi quá nhưng mà ngon nha mọi người. Cho nước mắm vào luôn nè em. Rồi bây giờ thì ướp khoảng 30 phút sau thì sẽ kho. Trời ơi, đang nấu ăn mà xây qua thấy hai chỉ kìa kìa. Lấy đồ ra bận, tại vì nghe nói ông bà nội sắp tới rồi phải thay đồ đẹp. Cái Julia, Sophia nó đi lấy cái kẹp, nó kẹp lên cho Julia nè. Nó phải kẹp tóc lên vậy, hai chị em mình phải làm cho giống nhau. Coi kìa, coi chị hai vậy, tỉ mỉ dễ sợ không? Trời ơi, đẹp quá tao ơi, giống như là cô gái Việt Nam vậy đó. Quá trời đẹp luôn à. Anh Mít ảnh đang hút bụi nè mọi người. Chưa có dẹp cái cây hút bụi nữa. Mỗi một lần mà ăn sáng xong là clip nó bài giống như là cái chuồng heo vậy. À, đi lấy đôi giày cao gót nữa hả, giống chị hai nữa hả? Đâu chị hai, lại cho ông bà cô chú coi cái chân của con nè. Trời ơi, đó, mang giày cao gót, mang vớ rồi vô nữa, giống cô gái Hàn Quốc quá nha. Sophia, Julia lại đây chào mà cô chú nè. Chào ông bà cô chú. Cô chú con đi đồ con đẹp không? Julia hỏi đi. Cái đồ mẹ hả đẹp pháp bả? Nó nghĩ ông bà nội tới rồi. Sophia nó hỏi ông bà cô chú ơi con đẹp không? Ông bà cô chú mà thấy con đẹp cho con xin một like nha. Ờ cái máy bay ở ngoài đường. Trời ơi bà tập trung vô đây giùm tôi cái đi bà ơi. Đâu đứng xoay một vòng coi Julia. Đứng lên. Gurun drun ha fu si hu fin du ya. Wow. Hey. Oi, wa fin du ya also. Don sa le ma ga fan bu ko mer ma si ya ma ra fin. Oh, pa ben ya fin. Jo di ya. Sa de. Sa fin sa. Fin na wo de so. Jo fin si ro de. Ja, så ni är duktig. Fick ta håret till lilla syster. Oj, så fin grön ni har. Jättefin. Oj. Pappa ska kolla. Oj, vad fin. Vad fin grön. Ja. Oj, kraftigt bara, men grinar. Jag vill ha godis. Räcker du vatten? Nej, det bullar. Vi har också bakar. Jag vill bara så bort kappar med frysen. Det är frysen, ja.
ông bà nội á dễ thương lắm mọi người ơi, lần nào đến chơi á bà nội cũng đem theo quà cho hết trơn á. Hôm nay bà nội đem theo cái bánh mì ngọt với lại cái này là xúc xích bà nội tự làm, xúc xích của bà nội làm ở nhà là ngon bá đạo luôn á. Cái thịt á sau khi mà ướp khoảng 30 phút rồi nè, rồi xong rồi kho lên khoảng 15 phút thì ở đây anh Mít ảnh có đây mình pha vô là cái nước dừa với lại nước thường á, mình sẽ đổ vào trong cái nồi rồi mình kho thêm thì khoảng 200ml nước dừa và 100ml nước thường. Thiết ta pha mùa vút em thôm tan à ha, ok. Để Sophia du lên với bà nội nó làm ông già Noel bằng cái hạt nhựa này nè mọi người, xong sau đó cứ mình dùng cái bàn ủi mình ủi. Chita Wolfin chemistry cái đàn đó đây nè, ông già Noel nè. Đẹp quá vậy ta, Julia giúp bà nội đi. Chị hai đang làm gì đó chị hai? Chị hai vẽ đó hai, chị hai vẽ gì vậy? Ôi trời 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 trời, đang lấy cơm ra chuẩn bị cho chị Alice ăn nè. Mà chưa kịp đút chỉ nữa chị tự lấy rồi, chị múc ăn luôn. Ôi nóng nóng nóng. Đói bụng quá mà. Ok, má mai cho con tự xử luôn. Giỏi quá Alice ơi. Đi học á, từ bữa đi học tới bây giờ mấy tháng nay là đi học ở trong trường không ai đút cho ăn hết trơn á, mấy cô giáo là tự cho ngồi ăn vậy đó, ăn được ăn không ăn được thì thôi đó, ăn riết rồi bây giờ quen rồi về nhà mình cũng khỏe. Chứ trước đây á, mình bị cái ám ảnh nó con biến ăn á, với đời con ốm quá rồi này, cái ép càng ép nó thì nó càng phản tác dụng, nó không chịu ăn. Bây giờ không ép nữa, tự cho múc ăn như vậy đó cho khỏe luôn, rồi ăn được bao nhiêu thì ăn, miễn sao con khỏe là được rồi ha mọi người. Chứ bây giờ mà mình ép nó ăn rồi cái bây giờ nó mập lên rồi mới mốt là nó mập quá béo phì rồi lại cho con nhỏ giảm cân nữa. Êm nóng nóng nóng. Vali cần đi pha rượu lẻ. Vali cần đi pha rượu lẻ. Alice nó khoái lắm, suy ra lại qua nhà chơi nữa nè mọi người ơi. Tối bữa nào em ấy cũng đi qua đây chơi hết trơn á. Alice lên tấp vào đây. Alice lên tấp vào đây hiên là đòn. Thấy hả? Hôn bỏ rớt bà bố chi ra. Chi ra, chi ra. Chơi hôn bli đến little sister đó. Chơi. Ela vi video chị đã scan bleeding store đó sister. Chị cứ đồ không nè. Này, xấy đồ mắc cỡ nữa, nói lại đi. Nói sao? Dạ, sơ chị cứ đồ lên nè. Bàn dọn sẵn là đồ ăn nấu xong hết rồi mọi người. Nhưng mà hả chưa được ăn nữa tại vì đang coi đá banh nè. Trời ơi, sao mà nó gây cấn quá trời quá đất đi. Ông nội với anh Mít đang coi đây nè. Trời ơi, bàn hôm nay á tranh huy chương vàng á, trời ơi, công nhận là Argentina với lại Pháp đá hay kinh khủng. Ba đều rồi mọi người ơi, ba đều. Đang cổ vũ cho đội Argentina mà bây giờ Pháp gỡ quà ba đều rồi. Trời ơi, ngon quá.
Like cho Mina. Trời ơi, học ở đâu ra vậy? Like cho ổng nha mọi người ơi. Tự nấu, tự ăn rồi tự khen ngon luôn nè. Ông bà nội nói đáng lẽ là đến đây chỉ coi đá banh thôi với uống cà phê thôi, nhưng mà mình nói mình sẽ làm cái món thịt kho trứng nên ông bà nội nói là ông bà nội cũng muốn ăn tại vì ông bà rất là thích món này. Mọi người nghe Julia nó nói đó là nó chưa có sẵn sàng đi Việt Nam đâu, tại vì cái tiếng Việt của nó chưa có được rành, chưa có nói được nhiều cho nên nó rất là lo lắng, nó chưa sẵn sàng đi. Mà mình với ông nội với bà nội mới chọc đó là thôi vậy cho con ở nhà với ông bà nội nha. Còn nếu không nữa thì còn mấy tuần lận con ráng con học tiếng Việt Nam đi để con về con nói chuyện với lại bà ngoại với lại mấy anh chị ở Việt Nam. Còn nếu không nữa thì khi con về ở Việt Nam á thì mấy anh chị ở Việt Nam sẽ dạy con nói tiếng Việt thì sau đó con sẽ nói được rành hơn. We can bomb sẽ khóm. Hãy đưa qua phà và hãy đưa qua phà mù. Trời ơi con mấy bà nhỏ kìa. Đeo ông bà nội kìa, ông bà nội đi về rồi, cái đó banh xong rồi. Bam sa bam sa krom. Tu sei yaman bu vietnamese, ska elska dig. I love you. Nä. Du går bra för det förstår jag. Eu, säg då eu. Con yêu bà nội. Bà nội. Bà nội de farmo. Bà nội. Hallå, är du klar med? Vad är farfar farmor då? Alice? Jo, jag fick dem, ja. Ja, jag har ju aldrig haft dem. Hej då, ja. Hej då. Hej då, ja. Hej då. Titta. Jag tittar här. Vad är det då? En båt. En båt. Trời ơi, nó nói nãy giờ là cái con thuyền nhỏ mà mình với ông bà nội không hiểu nó nói cái gì, sau này cuối cùng mới hiểu ra. Ok, bây giờ ông bà nội đi về rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi gia đình mình. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Mọi người cho mình xin một like nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào 6 giờ tối ngày mai. Bye bye mọi người.
Bye bye ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú, con đi học. Con đi học. Con đi ngủ. Con đi ngủ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye mọi người. Hey đô. Hey đô.